Tô xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sư Chủ Bình Thịnh nha. Hôm nay tranh thủ trời đang khá là nắng nóng anh em, nhưng mà vừa làm xong một ca máy và hẹn với khách là chiều nay giao cho khách rồi, nên là mình tranh thủ mình quay sớm thôi là không kịp ha. Rồi trước mặt anh em đây là chiếc Samsung Galaxy Fold 3 nha, Fold 3 mà máy gập ha. Thì dòng phone này anh khách này anh mang máy qua Thịnh trong tình trạng là máy nó không có loa, nó không có âm thanh gì hết, và anh khách này anh đã liên lạc với mình từ lâu rồi, từ cả tháng rồi, nhưng mà anh cứ để anh xài và từ từ đến ngày hôm nay là mất hẳn loa luôn. Trước đây thì dấu hiệu là anh nói là loa lúc có lúc không, và anh để ý là khi mà gặp ra gặp vô á đó, lúc mà mở cái này ra gặp ra gặp vô á thì nó lúc có lúc không. Rồi bây giờ anh sẽ mở ra cho anh em xem, đợi một xíu do mình đang cầm một tay nên nó hơi khó cái thao tác gặp, anh em đợi mình chút nha. Rồi ok anh em, bây giờ đây thì đã mở ra cái màn hình gặp con phone 3. Giờ hình mình sẽ vào cài đặt phần âm thanh đây, đó phần nhạc chuông đây. Đó, mình bật lên anh em nghe thử nha. Đó, anh em nghe tiếng chuông đã có rồi ha. Ok anh em. Rồi ok. Đó, thì mình muốn nói với anh em như thế này nha. Cái lỗi này là một cái lỗi rất đặc thù của những dòng Z Fold và Z Flip trên Samsung, và Thịnh gọi đó là lỗi cắp gập ha. Lỗi cắp gập này nó sẽ gây ra một số những cái dấu hiệu lỗi như sau. Một là mất âm thanh như vậy, nhớ gặp ra gặp vô âm thanh có lúc không, tới lúc là nó sẽ tịt luôn như cái máy của anh này. Hai đó là mất hình, gặp ra gặp vô màn hình lúc lên lúc không ha. Ba đó là mất nguồn, gặp ra gặp vô có lúc máy nó tắt nguồn luôn đó. Nói chung là nó liên quan tới cái việc mà gặp ra gặp vào của chúng ta thấy là gặp ra gặp vào có lúc nó có tiếng, có lúc nó không, có lúc nó mất nguồn, có lúc nó lên đó, liên quan tới cái thao tác gặp đó. Rồi bây giờ lỗi này khi mà anh em đem vào hãng thì bên hãng họ sẽ báo như thế nào? Hãng họ sẽ báo anh em trong bảo hành thì họ sẽ bảo hành cho anh em bằng cách họ thay cho anh em một bộ màn hình mới. Ủa khoan, anh em nói ủa có gì đó sai sai, tại sao tự nhiên ở đây vấn đề là loa chuông mà tự nhiên anh nói gì thay màn hình ở đây, có gì đó sai sai phải không? Không hề sai nha. Rồi có nghĩa là cái bẹ cáp gập của phone 3, phone 2, tất cả những dòng phone là nó đi luồn ở dưới cái bộ màn hình gập này. Đó, và nó được đính vào cái khung, dính vào cái khung màn sẵn, nên hãng họ sẽ thay cho anh em nguyên một bộ màn hình có khung mới, đương nhiên đi kèm một sợi cáp gập mới, nó nằm luồn ở dưới cái màn hình đó đó, chứ hãng họ không thay riêng cái bộ màn hình này đó. Anh em hiểu bản chất vấn đề nha. À, vậy thì khi mà tôi hết bảo hành rồi thì sao, hoặc là máy tôi bị từ chối bảo hành vì một lý do dở hơi nào đó, ví dụ như là máy anh trầy xước nha, đó như máy anh này mà nói đem đi bảo hành là chắc chắn bị từ chối bảo hành luôn, trầy xước rất là nhiều đó, trầy xước nha anh này em từ chối bảo hành, thì hãng họ sẽ báo với anh em như thế nào? Họ sẽ báo với anh em là thay mới nguyên một bộ màn hình luôn. Rồi anh em nghe tới đây là anh em hiểu cái vấn đề anh đang muốn gửi gắm là gì, giá nó sẽ rất là cao ha. Giá màn hình và phone nguyên một bộ màn hình ngoài hãng rất là cao, không chỉ ngoài hãng mà ở đâu cũng vậy, toàn trên chục triệu thôi đó, bởi vì những cái màn hình này không bao giờ rẻ nổi. Nhưng mà màn hình chúng ta vẫn còn đang sử dụng được, buốt cảm ứng rồi chạm bình thường, thì tại sao bây giờ lại thay màn hình mắc như vậy, trong khi tôi chỉ bị lỗi âm thanh thôi đó. Vấn đề là không có một trung tâm bảo hành Samsung nào trên toàn cầu luôn họ chấp nhận thay riêng cái sợi cáp đó cho anh em. À, họ sẽ không có tắt cái màn hình này lên để thay riêng cái sợi cáp đó. Và cái việc thay cáp này chỉ làm tại một vài những cái cơ sở sửa chữa chuyên sâu về vấn đề cái dòng Z Fold, Z Flip này. Và hy vọng rằng anh em xem được cái clip này, bởi vì Thịnh là một trong số những trung tâm đó ha. Đó thì mình chuyên về xử lý cái lỗi cáp trên Z Fold, Z Flip tất cả các đời. Anh em thấy mình có làm một số clip mình nói về những đời máy Fold 1, Fold 2 rồi. Hôm nay nói về con Fold 3 này, nguyên lý nó cũng vậy thôi. Có nghĩa là bên Thịnh sẽ tách cái bộ màn hình dẻo này lên khỏi cái bộ khung để Thịnh tiếp xúc được với cái sợi cáp gập đang bị lỗi đó, và mình sẽ bóc nó ra, mình sẽ thay một cái sợi cáp gập mới và mình dán cái màn hình lại vào cái khung này để là mình hoàn tất quá trình sửa chữa. Anh em nói nghe anh nói thấy cũng dễ hiểu quá, mà tại sao lại ít cơ sở làm? Cái điều khó khăn ở đây anh em biết nó khó khăn ngay từ cái thao tác đầu tiên luôn, đó là tách cái màn hình gập lên. Cái việc tách cái màn hình này nó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm và chúng ta không am hiểu về những dòng phone. Rủi ro ở đây đó là khi chúng ta tách lên chúng ta làm hư luôn cái màn hình đó, nên là không nhiều cơ sở họ dám làm cái thao tác này. Có nghĩa là họ biết là cái lỗi đó là lỗi cáp đó, họ cũng như anh em, họ cũng xem được cái video clip của mình, họ cũng biết đó là lỗi cáp đó, nhưng mà họ không dám làm, bởi vì khi mà tách lên nếu mà không khéo là hư cái màn là phải đền một bộ màn hình khác cho khách, nó tính bằng tiền vài mười mấy triệu
đó, thay không biết tiền công tiền cán được bao nhiêu mà phải đền mà bộ màn hình mười mấy triệu đó, nên là người ta rất là ngán. À, mình làm những cái máy này thì cái yêu cầu của mình đối với anh em đó là không gấp rút, không hối đó, để mình tập trung mình làm ha. Mình nhận mình sẽ bao cho anh em làm ok, nhưng mà phải để cho mình tập trung làm. Anh em nào sửa những cái máy này mà anh em còn hối nửa tiếng tiếng vài tiếng anh em gọi một lần là Thịnh sẽ không nhận được, bởi vì mình cần có thời gian tập trung và tỉ mỉ để mình xử lý để nó không có phát sinh rủi ro đó. Anh em lưu ý thông cảm và hiểu bản chất của cái lỗi này nha, nó rất là khó đó, nên là anh em muốn tiết kiệm chi phí, giảm được cho anh em 3-4 lần chi phí luôn mà, thì anh em phải cố gắng thu xếp máy và để máy để Thịnh có thời gian Thịnh xử lý. Rồi bây giờ con phone 3 này chúng ta cùng một lần nữa nói lại về nó. Lỗi âm thanh do cáp gập nó đã được hoàn tất quá trình sửa chữa rồi, bây giờ Thịnh chuẩn bị giao máy cho anh khách này đây. À, rồi ok anh em, nếu anh em nào gặp vấn đề phone 3 bất kỳ một lỗi nào chứ không riêng cái lỗi này đâu, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh nha, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.